Hello mọi người. Chuyện là em đang ngủ, tự nhiên Diệp nó lùa em dậy. Nhiều để làm cái gì ấy. Mọi người biết gì không? Thật cái mặt mình xấu quá nhưng mà thôi ấy. Đây là mặt màu của mình, mặt màu mình chưa make up gì cả. Mặt tôi còn vừa mới ngủ dậy, đầu tóc mọi người nhìn này. Mắt còn đang lái ngủ này. Kiểu là trên tóc tôi đang có cái che là công chúa đi siêu thị ấy. Thế là em rủ bạn hôm nay đi quay một che một ngày là công chúa với em. Thế rồi đấy. Thế giờ đi đâu? Đi đến chỗ thuê máy và make up. Nghe cô. Chị có đây mọi người ạ. Mỗi ngày một cái áo mới. Tự nhiên em, mọi người ạ, cái Diệp nhà em nó kinh điển lắm. Tự nhiên giờ đi chạy lôi ra đâu ra cái áo này. Cái áo này là em mua từ ông ngoái, em không có gì để em lấy, em mặc, hôm nay em lấy ra em mặc. Mày, mỗi ngày một cái áo mới. Cái áo của bạn bao nhiêu tiền? Cái áo này của anh làm gì, anh biết bao nhiêu tiền? Nói chung là cái áo của bạn ấy mà, cái áo này của tôi luôn 230.000. Sớm ạ. Đâu, chẳng phải cô dâu. Cái màu hồng này luôn á. Không, đang định bảo là thích cái váy nào dài dài như thế này. Đâu đâu, anh lười anh xem nào. Ôi nhiều váy này luôn. Đây là mặc cái này này. Được không? Cái đấy, cái nào bồng bồng một tí à? Cái ý là bồng bồng, cái dài nó trông phù đó. À, cái này không cho em không? Vừa không đi chứ. Thế thì phải cưới cái nào thật bồng. Chứ nếu mà cái này nó không sẽ không. Không bồng hẳn nhỉ? Tại vì nó phải có tùng lên là sẽ phù. Đấy, giờ là bà chủ kênh bắt đầu make up biến hình. Vâng, chị cứ bình thường thôi. A few minutes later. Giờ make up biến hình à? Chọn một cái váy kia nha mọi người ạ, chọn cái váy kia kìa. Đó. Giờ là đợi làm tóc. Xinh hơn nha mọi người. Chưa thả tóc xuống, bây giờ đang đợi chị làm tóc cho. Thôi qua làm tóc đi. Lại ngồi đợi. Nãy giờ là tôi đợi được khoảng tầm 30 phút đến gần tiếng thôi. Có nghĩa là 30 phút đến gần tiếng là tôi đã đi cắt tóc mất 1 tiếng về rồi đấy nhá. Mà tôi đã đợi thêm được gần hơn 30 phút nữa rồi đấy mọi người nhá. Đang quay YouTube. Thế này xong chưa? Xong xuôi hết chưa? Xong rồi thì còn môi tô lên bằng bóng này. Thế là cô dâu một xong rồi, còn cô cái gì nhỉ? Công chúa một xong rồi ạ. Công chúa hai ăn gà. Ôi trời. Em ăn chưa? Ăn gì không? Không ăn luôn đi mà để mà xử lý môi gì. Thôi ăn rồi, lúc sáng nay ăn rất bún thôi. To lắm, em ăn bún to lắm rồi. Bây giờ em để bụng không đi to quá. Xinh không mọi người? Xinh không? Đánh giá mấy sao ạ? Này. Nice. A few minutes later. Xuất phát từ 8 giờ sáng. Bây giờ là 4 tiếng nhà mình ạ. Ekip chuẩn bị đây. 4-5 chị. À đúng rồi, dậy sớm đi gội đầu. 4 tiếng, gần 4 tiếng, chưa quay được. Đây, hai công chúa. 5 minutes later. Đâu, hai công chúa sẵn sàng chưa? Qua đây em nào. Đâu, hai công chúa chào nhún cái đi. 2, 3. Rồi đây, hôm nay chúng ta sẽ có thêm xuất hiện của hoàng tử Vương Khánh. Thôi đi, chúng ta sẽ đi vào trong sảnh trước. Vào trong sảnh ơi. Là thế. Đây mọi người ơi, quay từ xa nhìn nó đẹp hơn nhiều ấy mọi người ạ. Ôi giời ơi, các công chúa đấy. Công chúa hoàng tử đẹp luôn ý. Ui, lên clip mọi người đẹp lắm. 5 minutes later. Đu Chen mặc váy công chúa đi siêu. Thế là hôm nay công chúa đi chơi vui chưa? Công chúa đi vui, ăn được rất nhiều sushi rồi. Đấy, đây. Hai công chúa bên này vẫn đang bận biến hình. Đi một vòng luôn, bao nhiêu người chụp ảnh nhận ra. Đi một vòng luôn, rất là vui. Nhưng mà mỗi tội chơi vui lắm, bây giờ vào siêu thị. Bây giờ vào siêu thị à? Bây giờ ra siêu thị. cho chị nhá. Ok. Đấy, thế là hôm nay là tôi dành nguyên 12 tiếng để đi tác nghiệp cho hai cô công chúa này đây. Xong rồi đây. Đấy, rất nhiều các bạn nhận ra, các bạn chụp ảnh lại rất là đáng yêu luôn. Ui cẩn thận. Đấy, hai cô công chúa trông ghét cống. Rồi, thả tim. Nãy giờ không biết chụp đến bao nhiêu kiểu ảnh rồi. Các bạn nhận ra các bạn chụp nhiều lắm. Kiểu hai cô công chúa luôn. Đáng yêu. Xong xuôi rồi lại còn chụp ảnh nữa. Chụp được nhiều ảnh đẹp chưa? Chụp được quá nhiều ảnh đẹp. Mặt cô dâu này là nhìn là mặt công chúa này biết là chưa chụp được nhiều ảnh đẹp rồi. Nào bây ba người đứng vào đi chụp ảnh nào, ba người đứng vào. Ui mát thế. Ok. Đây, lúc đi quay thì hai công chúa đẹp như nào, bây giờ một công chúa khập kha khập khiễng này. Công chúa kia, công chúa này cũng đau lắm rồi nhưng mà vẫn đang cố, chân bị rộp hết lên rồi. Nói chung là hôm nay là một ngày đi thực hiện công chúa rất là thành công. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người vào clip tiếp theo. Lâu lắm rồi mới ra clip. Đi.